Đây là khô bò mình đã nướng à, rất là ngon. Các bạn thấy màu sắc nó cũng rất là đẹp ha. Tuyệt vời ha. Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ một món để Tết mình lai rai ha. Đó là khô bò một nắng. Ở đây mình có 2kg thịt thăn bò, rồi tỏi, ớt, sả và một số nguyên liệu khác mình sẽ để trong video, các bạn nhớ đón xem. Các bạn vào bếp của mình ha. Thịt thăn bò mình sẽ cắt theo sớ ha. Các bạn mua về để tủ lạnh cho nó cứng lại mình dễ cắt. Cắt miếng đồ dày bằng 2 ly đến 3 ly. Mình cắt cái sớ, cắt theo sớ, một miếng nó dày khoảng 3 ly ha. Ra miếng phơi khô xong rất là ngon. Mình dùng 100g sả, 100g ớt sừng, 50g tỏi. Giờ cái này mình sẽ cắt khúc, bỏ máy xay, mình xay cho nhỏ ra ha. Ớt sừng mình có 100g, mình có 2 trái ớt cay ha. Để cho món này nó hơi cay, nó the the một chút ha. Cắt khúc luôn. Rồi xà các bạn không cần phải xay nhuyễn nữa ha. Mình xay nó có sợi vậy thôi. À, xong miếng khô bò mình xong nó dính xà lên ăn rất thơm ha. Đây mình dùng là 100g đường tán. Cắt nhỏ ra ha. Cho đường tán vô. Cho thêm 100g đường cát. Dùng 2 muỗng cà phê hạt nêm. Một phần 2 muỗng cà phê muối. Mình cho 2 muỗng canh nước tương. Hai muỗng canh nước mắm. Rồi các bạn cho mình 2 muỗng canh mật nha ha. Rồi bây giờ đường mình đã tan ha. Tắt bếp. Rồi các bạn để nguội ha. Rồi giờ mình cho bún bò nước mắm vô ha. Một sốt ướp bò vô. Cho phần ớt sả, tỏi, xay nhuyễn vô.
các bạn cho thêm 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê bột thì là, rồi mình trộn đều lên. Mới lấy xuống ha, rất là ngon, khô vừa phải. Rồi bây giờ các bạn bỏ tủ lạnh và mình ăn tới đâu mình lấy ra tới đó ha. Các bạn nướng hoặc chiên hoặc quay vi sấu gì cũng được, rất là ngon. Các bạn hãy làm để thưởng thức ha. Đây là món khô bò một nắng, rất là ngon, rất nhâm nhi trong dịp Tết thì tuyệt vời. Video của mình đến đây đã xong, anh chị và các bạn thấy hay chia sẻ cho mọi người cùng làm. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho mình ha. Bye bye. Đây là khô bò mình đã nướng rất là ngon. Các bạn thấy màu sắc nó cũng rất là đẹp ha. Xé ra. Đó, các bạn thấy không? Hấp dẫn không? Tuyệt vời ha. Mình nhâm nhi hoặc là mình trộn gỏi gì cũng được ha. Khô bò trộn gỏi rất là ok. Tuyệt vời ha. Trộn vừa ăn lắm, ngon quá. Chúc các bạn có một món ngon miệng ha.